Thưa quý vị, mặc dù không giúp ngăn ngừa tai nạn giao thông, nhưng việc chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm lại có tác động rất là lớn đến việc thực hiện mục tiêu kéo giảm thương vong về người do tai nạn giao thông. Quan trọng là vậy, nhưng mà trong thực tế thì không đội mũ bảo hiểm lại là vi phạm phổ biến nhất trong số những vi phạm mà lực lượng chức năng phát hiện và xử phạt. Riêng tôi thì còn thấy là có nhiều trường hợp người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm, nhưng đó là chỉ để đối phó với cảnh sát giao thông là chính. Vì những loại mũ này nhìn bằng mắt thường thì cũng đã cảm nhận được là không hề đảm bảo chất lượng an toàn. Thế nên khi chẳng may gặp tai nạn thì sẽ đối mặt với những chấn thương nguy hiểm ở vùng đầu. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, trong 4 tháng đầu năm nay, tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 14 tháng 4 năm 2021, thì vi phạm không đội mũ bảo hiểm vẫn là vi phạm phổ biến nhất trong số các vi phạm bị xử phạt, với 4.640 trên 14.220 trường hợp bị lập biên bản. Không ai phủ nhận công dụng của đội mũ bảo hiểm đối với việc bảo vệ vùng đầu, nhưng trong thực tế, kể từ khi có quy định bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia lưu thông bằng xe mô tô, xe máy từ năm 1997 đến nay, thì loại vi phạm này luôn dẫn đầu danh sách các lỗi vi phạm bị lực lượng chức năng xử lý. Nguyên nhân chắc chắn là do ý thức của người tham gia giao thông mà ra. Tổ công tác phát hiện cái lỗi vi phạm của em nha, thì khiển xe mô tô biển số là 69F1-43723 nha, không đội mũ bảo hiểm thứ nhất. Thứ hai là không mang các loại giấy tờ giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm trách nhiệm dân sự nha. Thứ ba là xe không có gắn gương chiếu hậu theo quy định nha. Thì đây là cái biên bản vi phạm chính, thì em cầm biên bản này rồi đúng ngày hẹn trong biên bản thì tới chỗ cơ quan công an chỗ số 1 Nguyễn Thọc á nha. Rồi tổ xử lý vi phạm để đóng phạt lấy xe về, tạm giữ phương tiện luôn nha, không mang giấy tờ heo ha. Theo nghiên cứu của Bộ Y tế, nguyên nhân gây ra chấn thương sọ não nhiều nhất tại Việt Nam là do tai nạn giao thông, chiếm hơn 30%, kế đến mới là các nguyên nhân tai nạn khác. Chấn thương sọ não cũng là chấn thương gây tử vong hàng đầu trong số những chấn thương do tai nạn giao thông gây ra. Và để điều trị loại chấn thương này, chi phí có thể từ vài chục triệu đến cả tỷ đồng, nhưng cũng chưa chắc người bệnh bình phục hoàn toàn. Vì vậy, giới chức năng tản đều lực tác động, ngăn chặn tình trạng lực tác động chỉ ở một điểm. Mũ bảo hiểm có thể giúp người đội giảm nhẹ chấn thương ở vùng đầu, một trong những bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể người. Đó chính là lý do vì sao nói mũ bảo hiểm có tác động rất lớn đến kết quả kéo giảm thương vong, thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra. Trong hộp sọ chúng ta gồm 4 thành phần, gồm cả não, có mạch máu, có các cái nước trong não và các cái tổ chức đệm. Hộp sọ là một khoang cứng, mô não là mô mềm, não là một cái hệ thần kinh cao cấp, trung ương cao cấp. Chính vì vậy mình cần thiết phải bảo vệ cái đầu của mình. Trong bối cảnh trật tự an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp, nguy cơ tai nạn giao thông luôn rình rập trên các tuyến đường, thì việc người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định đội mũ bảo hiểm được xem là giải pháp hữu hiệu để tự bảo vệ mình, giảm đến mức thấp nhất thương tổn nếu chẳng may tai nạn giao thông xảy ra. Do đó, song song với công tác tuần tra xử phạt, các hoạt động truyền thông liên quan đến quy định đội mũ bảo hiểm vẫn cần được đẩy mạnh nhiều hơn nữa.